Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở các cái đề kiểm tra của các cái bộ đề của các cái bộ kết nối và chân trời, đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái đề toán 6 bộ cánh diều các em nhé. Ở trong đây thì thầy ra cũng gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phần trắc nghiệm. Được chưa nào? Trắc nghiệm thì thầy ra 4 câu thôi em, 4 câu. Và chúng ta nhớ là chọn cái đáp án đúng nhất để chúng ta khoanh em nha. Rồi, về cái phần file đề á, thì chúng ta vào ở trong nhóm Zalo hoặc là lên trên kênh TikTok của thầy để các em lấy. Được chưa? Nhóm Zalo toán 6 á, thầy up ở trên đấy. Cả ba nhóm thì thầy đẩy lên trên đó để chúng ta làm trước. Nhưng chúng ta làm xong rồi chúng ta mới xem clip của thầy để đối chiếu cách kết quả, cách trình bày của em nha. Ok. Rồi. Đề này nói chung là tương đối đơn giản, dễ không khó. Đề này thầy nghĩ ai cũng làm được 90 điểm này. Dễ lắm em. Chúng ta sẽ đi sang ở câu thứ nhất. Ở đây đọc là đây chính là 3, 3 mũ mấy? 3 mũ 8 này, cái này 3 mũ 8. B. Câu này quá dễ. À, ta sẽ đi sang ở câu số 2. Số nguyên chỉ 5 có sự kiện Thế vận hội đầu tiên diễn ra ở đây là 760 trước này, trước công nguyên. Ta hình dung như thế này. Chúng ta hiện tại đang ở là năm bao nhiêu? Chúng ta hiện tại ở đang ở năm 2022, chuẩn bị bước sang năm 2023 đúng không? Như vậy thì ở đây là số 0. Cái thằng này đã từ phía bên đây là âm, ở bên đây là dương đúng không? Nếu âm là biểu thị là trước công nguyên, là biểu thị là âm, trước công nguyên. Còn dương này gọi là sau công nguyên, nghĩa là chúng ta đang ở trong thời đại là sau công nguyên chứ không phải là trước công nguyên. Như vậy ở đây cái từ trước công nguyên này nghĩa là nó biểu thị nó chính là âm 776, hiểu chưa? Âm. Đây câu C, được chưa? Ta đi sang câu số 3. Hình này dưới đây là tam giác đều. Trời ơi, tam giác đều. Ví dụ hình đây là hình gì? Đây là hình vuông. Hình vuông là hình có bốn cạnh bằng nhau và có bốn góc vuông. Còn tính chất của nó thì chúng ta cũng phải nắm. Đây là hình chữ nhật. Hình chữ nhật là hình cũng có bốn góc vuông và các cặp cạnh đối của nó sẽ song song và bằng nhau. Đây là hình thoi. Hình thoi thì là hình có gì em? Bốn cạnh bằng nhau và hai đường chéo của nó sẽ vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mọi đường. Đây chính là tam giác đều. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau và ba góc nó sẽ bằng 60 độ. Nhớ là như vậy. Ở đây chúng ta sẽ chọn là đáp án D. Quá dễ ha. Hình nào dưới đây có trục đối xứng? Trục đối xứng là gì đây? Thầy giảng lại phần trục đối xứng. Ví dụ như cái tờ giấy của thầy đây. Đây là cái đề mấy anh chị lớp 7 nha. Đây ví dụ này, các em nhìn thấy không? Đây là một hình chữ nhật. Khi thầy gấp lại thì cái mép này với cái mép này nó sẽ khít, chồng khít lên nhau. Thì thầy nói cái đường này nó sẽ là trục đối xứng. Khi chúng ta gấp lại, đó, gấp lại, nó chồng khít lên nhau thì thầy nói cái đường này chỉ là trục đối xứng của cái hình chữ nhật. Như vậy ở đây các em thấy trong bốn hình này thì chắc chắn nó chính là hình con bướm này. Khi chúng ta khép hai cánh của con bướm lại thì nó sẽ khít chồng khít lên nhau, thì cái thân của con bướm này đã chính là trục đối xứng, đúng không? Đúng chưa? Như vậy nó chính là hình gì? Hình con bướm là hình D ha. Rồi, trục đối xứng ở đây này, thầy vẽ em xem. Trục đối xứng là cái là đường này này. Rồi, chữ máy này thì nó không khép được em. Rồi, ta sẽ đi sang ở phần 2 là phần tự luận ha. Ta đi sang phần 2 là phần tự luận. Ta đi sang câu số 5. Trong các số sau, những số nào chia cho 5? Những số chia cho 5 thì số tận cùng, số tận cùng phải là số mấy? Số 0 với lại là số 5. Chữ số tận cùng. Như vậy tận cùng là chữ số 0 này, chữ số 5 này, số 4 loại, số 5 này. Như vậy có 3 số. Được, có 3 số. Như vậy thì câu số 5 là tự luận thì chúng ta ghi như thế là số chia hết cho 5 là 1930, 1945, 1975. Đây là những cái một cột mốc lịch sử của nước Việt Nam của mình, nó rất là quan trọng này. 54 nữa, Kiếp Định Geneva năm 54 này. Năm 75 là năm giải phóng. Những năm này thầy chưa sinh, chưa đẻ.
Câu số 6. Ok nha. Rồi, câu số 6. Nhìn được nghe mày. Một chiếc tàu ngầm đang ở độ cao là âm 47 mét so với mực nước biển. Sau đó tàu ngầm nổi lên là bao nhiêu mét? Là 18 mét. Viết phép tính biểu thị độ cao mới của tàu ngầm so với mực nước biển. Phải nào? À, như vậy thì cái anh ở độ cao á là âm 47 mét, nhưng mà giờ anh nổi lên nghĩa là người ta cộng thêm là 18. Đúng không? Ở đây người ta yêu cầu là viết phép tính thôi. Kim Kim thầy cái câu lấy câu hỏi người ta làm câu trả lời của mình nha. Kim Kim thầy là bỏ từ viết này đi, Kim Kim bắt đầu từ câu này. Phép tính biểu thị độ cao mới của tàu ngầm sau mực nước biển là ở đây thì nó sẽ là âm 47 cộng cho 18. Người ta không yêu cầu tính, mà chỉ có viết phép tính thôi. Tính độ cao mới tàu ngầm sau mực nước biển ha. Chúng ta bỏ từ tính đi, độ cao mới của tàu ngầm sau mực biển là âm 47 cộng 18 thì em tính ra ha. Thì ở đây là số dương này, đây là số âm này, thì chúng ta đặt dấu âm, ta lấy 47 trừ cho bao nhiêu, trừ cho 18, cả đúng không, thì cái này sẽ bằng là âm 29 mét. Xong, đây là câu trả lời này, câu trả lời luôn đó nha. Nghĩa là khi những câu bài toán mà có lời giải đó thì chúng ta lấy câu hỏi người ta làm câu trả lời của mình luôn. Em nhớ thầy như vậy. Ta sẽ đi sang ở cái bài số 7. Được không? Được chưa? Rồi, chúng ta bắt đầu. Bản tin dự báo thời tiết dưới đây cho biết nhiệt độ thấp nhất và nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Moscow là của Nga đấy, tính theo độ C trong các ngày từ ngày 17 tháng 1 21 đến 23 tháng 1 21. Rồi, ok. 17 tháng 1 này. Toàn là âm không em ha. Tại vì lúc này là mùa đông, để người ta hỏi cái gì. Xem ở trên đây là người ta hỏi cái gì này em này. Thầy gấp cái đề lại em. Đó, nó phải có cái đề để chúng ta thấy người ta hỏi cái gì nhỉ. Rồi. Ta hỏi gì đây? Nêu nhiệt độ cao nhất và thấp nhiệt độ thấp nhất của thủ đô Moscow Liên bang Nga trong ngày 22 tháng 1. 22 đúng không? Đây. Đúng nào. Như vậy đây là cao nhất cao nhất này, cao là phía trên nha, thấp là phía dưới các em nhé. Em hiểu không? Cao nhất là ở trên này này, thấp nhất ở dưới này. Như vậy các em ghi thầy là bỏ từ new ra đi, gạch ở dòng thứ nhất này. Gạch dòng thứ nhất là nhiệt độ cao nhất. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Moscow. Bỏ từ thấp nhất đây để tí nữa chúng ta cách ra để mà viết xuống dưới. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Moscow Liên bang Nga tính theo độ C trong ngày là, ở đây nó sẽ là âm 1 độ C. Cao nhất này. Được chưa? Cao nhất là âm 1 độ C nha. Còn sau đó chúng ta ghi câu là nhiệt độ thấp nhất ở thủ đô đó, là cái gạch đầu dòng thứ hai là chỗ nhiệt độ thấp nhất này, thì nó sẽ là mấy? Là âm 9 độ C này. Được chưa? Tiếp tục. Trên lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất ở thủ đô Moscow của Liên bang Nga trong ngày bao nhiêu độ? Thì các em đây kem ghim thầy đây là trên lệch là này. Kem bỏ bao nhiêu độ C này đi, bỏ cái này đi. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái gì nha. Thường để tính cái sự chênh lệch giữa cao nhất và thấp nhất thì chúng ta sẽ lấy cao nhất và trừ cho thấp nhất. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ lấy âm 1 này, trừ ở đây cho trừ 9 này. Đúng không? Cao nhất này, trừ này cho thấp nhất này. Âm 1 độ C này, trừ cho âm 9 độ C. Như vậy thì âm 1 trừ với trừ thì thành gì? Thành cộng 9. Như vậy ở đây chúng ta lấy âm 1 cộng 9 thì bằng mấy? Bằng 8. Như vậy thì nó sẽ là 8 độ C. Trên lệch đó, nó sẽ là 8 độ C. Hiểu chưa? Xong. Ta sẽ đi sang câu số 8. Tìm bội chung nhỏ nhất của 18 và 27. Câu A này. Ta có. Thầy nhắc lại cái cách tìm
Tại vì trong video mà thầy ôn tập các em cả ba bộ thì thầy đã chỉ lại và nói cái này và cách bấm máy tính luôn cho các em rồi đúng không? Để đi tìm bộ chung nhỏ nhất thì đầu bước đầu tiên chúng ta sẽ phân tích các số ra thừa số nguyên tố. Sau đó chúng ta sẽ chọn ra thừa số chung và riêng. Sau đó chúng ta lập tích và lấy số mũ lớn nhất, nhớ là như vậy. 18 thì bằng 2 nhân 9, 9 thì bằng 3 mũ 2 thì chứng tỏ nó bằng 2 nhân cho 3 mũ 2. 27 thì bằng 3 mũ 3 đúng không? Như vậy thì bộ chung nhỏ nhất của 18 với 27 thừa số chung là 3, thừa số riêng là 2, lấy số mũ lớn nhất ở đây là 3. Như vậy ở đây sẽ bằng 27 nhân 2 là bằng 54. Xong. Vậy thôi. Hiểu chưa? Sau đó ở đây người ta yêu cầu các em thực hiện phép tính. Sau khi cái bộ chung nhỏ nhất là 54, nghĩa là cái mẫu chung, cái mẫu số chung của cái phép tính này đó chính là 54 này, nghĩa là 54 là số nhỏ nhất, các em hiểu nào? Để đi tìm mẫu số chung gọi là phải nhỏ nhất á, tối giản và nhỏ nhất thì nó phải chia hết cho được hai cái mẫu này thì đó chính là số 54. Các em hiểu không? Được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có S 7/27 cộng 5/18. Như vậy mẫu chung ta đi 54, hai phép tính ta ghi ra 54 này. Bây giờ cái tử này cứ ghi lại, cứ ghi lại. Rồi bây giờ nhân cái gì? Nhân với thừa số phụ. Bây giờ chúng ta sẽ lấy 54 này chia cho 27, được bao nhiêu chúng ta nhân ở đây. Cái đó người ta gọi là thừa số phụ. 54 chia 27 thì bằng 2, ta nhân ở đây cho 2 này. 54 chia cho 18 thì bằng 3. Có đúng không? Chúng ta nhân ở đây cho 3. Như vậy S này sẽ bằng 7 nhân 2 là bằng 14/54. Đây là 15/54. Khi cùng mẫu rồi chúng ta viết 54 lại, các em ghi 14 cộng cho 15 thì kết quả đây sẽ bằng 29/54. Được không? Xong. Tới đây mà nó rút gọn được nữa thì rút gọn, mà rút gọn tối giờ chưa, đã tối giản rồi thì thôi, để đó. Không làm gì hết á. Hiểu chưa? Rồi chúng ta sẽ đi sang ở câu số 9. Câu số 9 các em nha. Ở đây như đây các em này. Dùng thước và cơm 3 vẽ hình thoi ABCD, biết cạnh AB bằng 3 và đường chéo AC là bằng 5. À. Như vậy thì bước đầu tiên thầy trình bày cách vẽ này. Cái bài này yêu cầu các em không cần trình bày cách vẽ mà chúng ta chỉ cần thể hiện cái hình đúng kích thước và độ dài cho thầy là được nha. Ở đây chúng ta có này. Đây nhìn này. Bước đầu tiên để vẽ một hình thoi mà có một cạnh và đường chéo thì chúng ta phải vẽ đường chéo trước, ngang vẽ đường chéo trước. Đây thầy sẽ vẽ 5 này, các em nhìn này, trên cái thước của thầy này thầy sẽ vẽ rất chậm và rất chi tiết để các em hiểu. Đây đây chính là độ dài đường chéo là 5 này, và các em đánh dấu thầy ở đây là 3 này. 3 để làm gì? Để chúng ta dùng đường tròn, cái cơm 3 chúng ta vẽ cái đường tròn tâm A này. Đây là AC này, cái này là 5, cái này là 5 cm. Bây giờ chúng ta vẽ AB là bằng 3 thì cái đường chéo ấy, thì chúng ta không thể nào mà, nghĩa là chúng ta phải xác định được B đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ, tại vì AB là bằng 3 này thì chúng ta phải sử dụng cái đường tròn em, cái cung tròn. Đây thấy chưa, hồi nãy thầy đánh dấu ở đây là 3 cm này đúng không? Bây giờ thầy vẽ lên trên đây, vẽ một cung tròn ở trên đây thôi, đừng có vẽ hết cái đường tròn. Các em vẽ hết đường tròn như thế này cũng được nhưng mà cái hình nó rất là rối, các em hiểu không? Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục để cái cung tròn cũng là tâm C, bán kính cũng là mấy, cũng là 3. Đây bán kính cũng là 3 các em nhân, chúng ta đừng có, đây 3 này, nhìn này, từ A cho tới cái chấm này hồi nãy thầy đánh dấu là 3 rồi đúng không? 3 đúng không? Thì bây giờ thầy đâu có bẻ đâu, đây nó vẫn là 3 này, vẫn là 3. Như vậy thì ở đây thầy sẽ để ngay chỗ tâm C này và vẽ một cung tròn tâm C, bán kính cũng là 3 cm. Hai cung tròn này cách nhau tại đâu thì cái này đã chính là gì? Đó chính là B. Các em hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Tương tự như vậy, chúng ta cũng phải vẽ ở dưới này để tạo D chứ đúng không? Tạo D. Đấy. Thì đáng này thầy vẽ đường tròn này. Đây, D nằm đây. Rồi vẽ cái C ở đây luôn. À, tạo B với tạo D là như vậy. Hiểu chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói đây là D này. Chúng ta trình bày cách vẽ cũng được mà không trình bày cách vẽ cũng được,
miễn sao cái hình nó phải có những cái đường cung tròn với lại kích thước ở trên hình nó đúng là được nha anh em nha. Là giáo viên đã biết các em là biết cách vẽ hay không rồi đó, hiểu chưa? Các em mà làm được 10 điểm cái đề này, nói chung là kiến thức các em ok đấy, ổn á. Đây chắc chắn sẽ là 3 cm và đây sẽ là 3 cm, tại vì hình thoi là hình có các cạnh của nó bằng nhau, hai đường chéo nó sẽ vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường nha. Rồi tiếp tục ta sẽ đi sang câu cúng cùi, là cuối cùng là câu số 10. Nhưng mà cái đề này thầy chỉ giải trong một clip thôi, được chưa? Ok con C. Rồi chúng ta đi sang câu số 10. Bạn Hoa sử dụng các ống hút dài ở đây là như đây, bạn Hoa sử dụng các ống hút dài, đây là 198 mm, để tạo hình lên hình bên. Mỗi ống hút được cắt thành 3 đoạn. Nhớ này, thầy tóm tắt đề bài. Một ống hút á, ở đây nó có chiều dài là 198 mm các em nhé, và phải cắt thành 3 đoạn, nghe chia 3 ra đấy, bằng nhau để tạo nên 3 cạnh của mỗi lục giác đều. Lục giác đều là mấy cạnh? 6 cạnh đúng không? Thì cứ một mỗi cái đoạn này là được cắt ra từ một cái ống hút dài như này này, đúng chưa? Đúng chưa? Đấy. Như vậy thì lục giác đều là hình có 6 cạnh. Tính số ống hút bạn Hoa cần dùng để hoàn thành hình bên. Được nè. Như vậy thì ở đây này, các em nhìn này. Bây giờ chúng ta sẽ tính có bao nhiêu hình lục giác đều nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hình lục giác đều. Đúng không? 9 hình lục giác đều. Như vậy thì cứ một ống hút á, một ống hút thì sao? Một ống hút thì là 3 cạnh. Nghe nói là một ống hút liếu lửa game, một ống hút thì làm 3 đoạn thì tương ứng với 3 cạnh. Như vậy một lục giác đều, một lục giác là mấy cạnh? 6 cạnh. Thì chứng tỏ cứ một cái hình này này, một hình này thì cần mấy ống hút? 2 ống hút. Chứ gì nữa? Thì cứ 2 ống hút thì sẽ làm được một cái hình lục giác đều này. Tại vì một ống hút thì cắt ra thành 3 cạnh. 1 2 3 là một ống hút này, 1 2 3 là một ống hút nữa là mấy ống hút? 2 ống hút. Như vậy tổng cộng đây là mấy hình? 9 hình này thì nghĩa là 9 nhân 2 thì sẽ bằng là 18 ống hút. Thầy đang tóm tắt á, tí thầy trình bày cho em xem. Tính tổng chiều dài của tất cả ống hút mà bạn Hoa đã dùng thì chúng ta sẽ lấy 18 đây nè. Chúng ta nhân cho 198 là ra. Em hiểu không? Đó, ra chiều dài. Cái bài này dễ. Dễ, nói dễ thì dễ nhưng chúng ta phải hình dung ra được nha. Ta giải nè. Ra thì nó dễ. Ta lập luận nè. Vì mỗi ống hút cắt thành cắt thành 3 đoạn bằng nhau để tạo nên 3 cạnh của mỗi lục giác đều. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tính ra, vậy một lục giác đều ở đây là 6 cạnh thì cần có mấy ống hút? Có 2 ống hút. Thì cần có 2 ống hút để tạo nên một hình lục giác đều, đúng không? Trên hình có mấy lục giác đều? Có 9 lục giác đều. Do đó số ống hút bạn Hoa đã dùng là, ta lấy 9 này nhân cho 2 là bằng 18 ống hút. Đúng chưa? Đúng chưa? Rồi bây giờ tổng chiều dài của tất cả ống hút mà bạn Hoa đã dùng là, thì em sẽ lấy 18
nhân cho 198 thì sẽ bằng, thì dùng máy tính thì bấm luôn cho nhanh em nha. Nói 3564 mm em, 3564 đơn vị đây là mm. Xong, hiểu chưa? Hiểu cái bài số 10 chưa nào? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip tiếp theo là thầy sẽ quay cho em ở phần khoa học tự nhiên nó là xong. Các bạn nghe. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Ok. Hòa đang đẹp em. Đẹp luôn.